À, ước mơ của bà lão là như thế nào anh Hồ? Ở lần trước anh gặp cụ á thì anh thấy cái nghề này á thì nó cũng gọi là đem lại cái phước cho người ta nhưng mà lại mất phước cho mình. Thì anh có hỏi cụ là nếu như mà cụ cần bao nhiêu tiền nữa để cụ chuyển đổi cái nghề này, thì cụ nói với anh là chỉ cần 7 triệu nữa để cụ bổ đồ buôn bán tập quá ở đây thôi nè. Mà em với Phong có trao đổi thì thôi hỗ trợ cho chiếc ghe này cho nó lành lặn luôn. Thì bây giờ 10 cái phi ở phần trước rồi. Thì đây, anh với chị đó dồn ngoài sau thêm là khoảng 4 cái nữa hoặc là 6 cái nữa. Rồi sau đó anh chị sẽ lợp lại cái phần máy ở trên. Thì hôm trước là anh có tính là nó khoảng 10 triệu đó Phong. 30 hộ ở đây thì nếu mà tụi mình cho thì mỗi hộ khoảng 2 triệu mấy. Mà mình nghĩ rằng là có những hộ trong thời gian qua thì cũng có đầy đủ về gạo, mắm muối. Bởi vì khi mà anh Hồ lên các clip thì rất là nhiều cô chú ở phương xa đến. Dạ, đủ 20 triệu ha. Và cho nên là mình nghĩ là cái khoản tiền lớn như thế này á, giúp đỡ cho những người gặp cái ngặt nó hay hơn. Cho nên là mình lựa chọn 1-2 hộ cực kỳ khó khăn để mình gửi quà. Thì ông vài năm là khi mà tuổi xế chiêu rồi, ước mơ một cái ghe nó ổn định hơn thì chắc có lẽ mình sẽ tiếp hơn. Và còn khoản tiền nhỏ thì mình sẽ tiếp một vài hộ mà thực sự. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ và em Phong Bụi đi xuống thăm lại cái xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó thì Bùi Hồ và em Phong mới mua một cái chiếc ghe cho chị Hồng, hai mẹ con sống một trên một cái chiếc bè một nát các cô bác quý anh chị. Thì tiếp theo là hành trình của hai anh em á, là sẽ thăm ông bà cụ trên một cái chiếc bè. Bà cụ thì làm cái công việc là câu cá để bán phong xanh, còn ông cụ thì vớt những cái chai nhựa để bán cho mọi người. Thì ở clip trước thì Bùi Hồ có đăng lên rằng là bà cụ chỉ cần 7 triệu đồng để mà thay đổi cái nghề đó, để mà bổ sung tập hóa để mà bán. Thì ông cụ thì cũng không có nói rằng là mình có ước muốn được một cái chiếc ghe, vì đó là một cái số tiền khá là lớn. Thì hôm nay đồng hành với Bùi Hồ á, thì có em Phong. Em Phong thì cũng được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Thì em Phong nó cứ nói là thôi thì anh cứ hỗ trợ cho cái hoàn cảnh của chị Hồng đi, thì cái hoàn cảnh của ông bà cụ thì để cho em Phong hỗ trợ. Thì thôi thì cũng xin phép Mạnh Thường Quân á, thì ông bà cụ thì em Phong sẽ hỗ trợ cho ông bà cụ mua ghe mới nè, rồi bỏ cái nghề kia để buôn bán tạp hóa. Thì bây giờ bắt đầu hành trình nè, anh em sẽ đi lại thăm ông bà cụ ha. Phong thì em có nói là nào ở đây thì rất là nhiều hộ, cực kỳ nhiều, gần như là ai mà hồi hương về cũng khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ như thế này, để san sẻ hết đầy đủ thì nó đầy đủ cái số lượng nhưng mà cái chất lượng lại không nhiều. Cho nên là tụi mình sẽ lựa những cái trường hợp khó khăn nhất để giúp cho người ta vượt qua cái ngặt. Còn những cái hộ khó khăn kia thì cũng đã có cái một phần nhỏ của mấy cô chú để tiếp sức rồi. Thế nên là hôm nay thì tụi mình sẽ dành những cái món quà thật lớn cho một vài trường hợp đặc biệt nhất. Dạ, xin phép ạ. Trong cái chuỗi hành trình ngày hôm nay thì mình với anh Bùi Hồ đến đây để tiếp sức và xây lại, kiến thiết lại cuộc sống của bà con ở đây. Thì sáng giờ thì cũng có giúp đỡ một cái hoàn cảnh ở bên này, đó là một cái bè cũng đang sắp chìm. Và tụi mình cũng đang mới mua một chiếc ghe mới. Còn bây giờ thì gia đình sau lưng đây là một ông bà lão cũng từ biển Hồ trở về. Bây giờ thì mình sẽ lên trên bè ha. Mình chia sẻ với Phong là ông bà cụ thì làm cái nghề là câu cá để cho người ta phóng sanh. Thì ở clip trước á, anh có đi với anh Nguyễn An Giang á, thì bà cụ nói rằng á, bà cũng biết cái nghề này á, nó tội lắm và nó cũng rất là cực. Và câu thậm chí là một tuần thì mới có được tiền để bán cho người ta phóng sanh. Chỉ cần có được 7 triệu thôi là bà sẽ bỏ nghề. Chắc cũng mời ông lên đây. Dạ. Ông ngồi lên đây nè. Con xin phép hỏi thăm ông bà tên gì ạ? Nguyễn An Đông. Nguyễn An Đông. Tân Thị Lệ Hoa. Bà tên bà thứ mấy? Tôi thứ 5, ông cũng thứ 5. Để con kêu ông bà Năm cho dễ ha. Đây là ông bà Năm này cô bác anh chị. Trước hết thì con hỏi thăm một xíu. Ông bà Năm là sinh ra và lớn lên ở đâu? Ở Campuchia. Mình sống Campuchia thì trên biển Hồ hay là trên đất liền? Bên biển Hồ. Biển Hồ luôn chứ. Dạ. Ông bà ở bên Cam về đây được bao lâu rồi? Thì hồi năm 81. Về Việt Nam sống là năm 1981. Dạ. Vậy là được mấy chục năm rồi? Mấy năm rồi, từ năm 81 tới giờ. Rồi trong mấy chục năm qua sống ở đây thì cuộc sống như thế nào? Đó, cũng đi vớt mũ, vớt đồ gì sống. Sống vớt mũ, vớt cá, vớt... Chứ đâu có vốn cái gì đâu, buôn bán với người ta. Rồi con cháu đâu? Con cháu thì có chồng, có vợ, tư riêng hết rồi. Tư riêng hết trơn rồi, còn với hai ông bà. Còn có hai ông bà sống, đi vớt mũ, sống như thế. Theo như anh Hồ, anh chia sẻ với mấy anh em tụi mình là ông bà là gần đây thì làm cái nghề đó là câu cá để đi phóng sanh. Bà ổng câu cá, còn ông thì vớt mũ, còn tôi thì ở nhà câu cá. Và cái việc câu cá là mình đi bán cho những người đi phóng sanh thôi. Dạ. Một ngày như vậy là bà được bao nhiêu tiền? Trời ơi, câu cũng lâu lắc cả tuần mới bán được một lần. Cũng trăm ngoài. Xong nếu mà quan sát á, thì mọi người sẽ thấy là cái bè này nó muốn chim mà. Và nó khá là chật chội. Cái bè này thì mình tự làm hay là từ đâu à? Cái này cũng mua người ta chú ơi. Người ta làm rồi mình mua, mình ở chứ già gì có làm, có tiền, có bạc gì đâu mà làm ra. Mua bao nhiêu à? Một khắp đó mua người ta 1 triệu á. Triệu. Thời gian qua thì mưa rất là lớn. Thì mấy trận mưa gần đây thì nó có như thế nào ạ? Tình đó về tột, nó dột, nó tạt nát. Cho cao su đó, chùm trên có cao su nó không dột. Cao su đó người ta cũng thấy dột quá, người ta cho đó, chùm lên đó. Chùm lên đỡ mưa. Rồi chắc có lẽ thì anh Hồ có tâm sự ông bà lão cũng biết rõ rồi ha. Thì theo như anh Hồ nói là ước mơ của bà lão là như thế nào anh Hồ? Ở lần trước anh gặp cụ á thì anh thấy cái nghề này á thì nó cũng gọi là đem lại cái phước cho người ta nhưng mà lại mất phước cho mình. Thì anh có hỏi cụ là nếu như mà cụ cần bao nhiêu tiền nữa để cụ chuyển đổi cái nghề này thì cụ nói với anh là chỉ cần 7 triệu nữa để cụ bổ đồ buôn bán tập quá ở đây thôi nè. Mặc dù là cái chiếc ghe của cụ á, nó gần như là gần sắp chìm nhưng mà cụ không có thổ lộ với anh luôn á. Bà thì muốn bà Năm muốn là có khoảng 7 triệu đồng thì bà Năm bỏ cái nghề. Bỏ nghề câu cá. Vậy thì 7 triệu đó bà Năm làm nghề gì? Thì mua đồ bán. Mua đồ. Có muốn? Dạ mua đồ để gì bán này kia nổi chút đỉnh này là chút đỉnh sống vậy. Còn cái ghe thì có nên mua ghe cho ông bà không chị? Anh Hồ. Ông bà thì không có dám nói tại vì đối với ông bà thì đó là một cái số tiền rất lớn. Ông bà chưa có dám nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ thì em hỏi thử ông bà coi. Bây giờ như thế này, con thấy là cái bè của mình nó cũng muốn chìm rồi. Đối diện bà có một cái bè này cũng muốn chìm. Tụi con mua cho một cái bè mới. Con khi mà con mua bè mới đến đó, thì con cảm giác như thế này. Nếu như mà hàng xóm có sự thay đổi mà ông bà lão nhìn qua thấy người ta thay đổi, còn mình thì còn hẩm hiu thì cũng buồn quá. Thì ông bà có ước mơ là có cái bè mới không? Dạ có ước mơ mà nhưng không dám thổ lộ. Dạ tôi cũng có ước mà nó những cái gì mình không dám nói ra chứ mình cũng ngại bản thân con. Đấy, nó có vợ có chồng hết rồi còn chỉ hai dòng già thôi ở cho nên mắm gì thôi chứ không cần giàu có gì. Mưa dột xuống ướt á, hai chồng ngồi khóc chứ biết sao giờ. Cái trận mưa vừa rồi thì sao ạ? Dột ướt hết trơn. Giờ đùa nó tạt theo bên đó đó. Dạ đi lại xong hai vợ chồng ngồi khóc luôn. Bây giờ như thế này nè, thật sự thì mình có một cái món quà sẽ cho hết tất cả bà con ở cái xóm Việt Kiều này. Theo thống kê hiện tại thì khoảng 30 hộ. Tuy nhiên thì trong thời gian qua không chỉ có mình anh Hồ mà có rất nhiều cô chú đến tặng quà. Mình nghĩ như thế này, 30 hộ mà rải mỗi người một món quà nhỏ thì nó cũng chẳng có chất lượng gì bao nhiêu hết á. Thì trong số tiền ngày hôm nay mình có nhận tổng cộng là 48 triệu đồng. Thì trong đó thì 2.000 đô la Mỹ từ một cô cũng khá lớn tuổi gửi cho mình 2.000 đô để cho bà con ở đây. Mình đổi ra tổng số tiền hơn 46 triệu. Và một cái chị tên là Trần Thị Thu Trang 2 triệu nữa là tổng cộng số tiền đó là 48 triệu. Thì trong cái hành trình ngày hôm nay thì mình tính lại là mình nghĩ là không nên cho đầy đủ hết. Tại vì khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ có một cái nhóm đến đây để phát gạo, phát quà cho bà con. Mình có nhận phiếu gạo đúng không ạ? Cho nên là bây giờ như thế này xin phép một cô ở bên Mỹ gửi cho mình 2.000 đô với một cái chị Trang 2 triệu. Thì mình sẽ mua ghe cho ông ba. Cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ trước thì anh Bùi Hồ có đến hỏi ghe mà mua cho một cái hộ ở gần đây là 20 triệu đồng. Thì trước mắt thì mình nghĩ rằng là khoảng xem khoảng 20 triệu ha anh Hồ. Con không biết là ghe ở đâu, nhưng mà con sẽ gửi cho ông bà một cái món quà để ông bà đi hỏi ghe với cái giá tiền tương tự như vậy. Yeah, yeah. Nha. Như thế này Phong ơi, theo anh nghĩ á, là em nên gửi cho bà cụ một phần quà. Thì giống như là ước mơ của bà cụ chỉ cần 7 triệu để mà nghỉ việc câu cá để phóng sanh. Còn cái phần ghe đó thì ở đây thì có anh Nguyễn. Thì sau khi anh Nguyễn như là chú Chính dọn phần ghe xong thì thông báo cho em, thì lúc đó em sẽ xuống trao ghe trực tiếp cho ông bà. Thì bây giờ thầy chắc có lẽ là anh nghĩ là em sẽ trao cho ông bà 10 triệu luôn đi. Thì để cho ông bà dư giả còn sinh sống nữa. Anh em thấy như thế nào? Trên tay của mình là 48 triệu. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tặng nhiều hộ ở đây. Thì mình sẽ lựa những cái hộ nào thật sự khó khăn trước. Trước mắt thì mình tiếp cho ông bà 10 triệu trong phần 48 triệu này. Thì để cho ông bà có cái số vốn mở tập hóa nhỏ nhỏ để làm ăn ha. Dạ con gửi ạ. Tôi cũng xin cảm ơn là cô cậu chú bác và anh em ở bên ở trong cộng đồng giờ giúp đỡ cho vợ chồng tôi, thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả. Còn cái ước mơ cái ghe á thì em sợ là nay mai không có thời gian, khoảng một tuần nữa cũng không có thời gian. Dạ từ đi, vì sao giờ nó cũng cung cấp quá, nó cũng đó, nó cũng có bán chiếc ghe rồi người ta cho năng lượng đồ luôn. Bao nhiêu? Mà 17 triệu. Thôi em cho tiền mặt luôn để ông bà lựa, sao hôm nào xuống có nhà mới rồi còn tiếp luôn. Dạ, đi hỏi rồi đúng không? 17 triệu mà người ta cho năng lượng đồ luôn. Thì thôi cho bây giờ vậy nè, ông bà cụ thì sống ở dưới ghe, tiền nhiều quá thì nó cũng không có tốt. Chiều nay đi hỏi luôn chứ đâu có gì đâu. Nếu mà mấy chú cho liền là tôi đi mua liền. Đi mua liền luôn, bác đi mua cũng được nữa. Dạ. Chứ bây giờ quay tới với luôn không có thời gian đâu. Đúng rồi. Dạ. Thì thôi cụ á, thì Mạnh Thường Quân của Phong á, thì Phong cũng thay mặt Mạnh Thường Quân để trích ra cái số tiền để gửi cho cụ, thì cũng mong là cụ bỏ cái bỏ tôi chú không để tôi đâu có câu đâu. Không có câu. Có cũng có câu vậy mà, nhưng câu cá đồ ăn chút đỉnh hàng ngày và mời chị Hồng vô đây. Còn câu cá bán thì không có. Không có làm nữa. Giới thiệu đó, từ tôi bán cá chú rồi tôi đi mua cái này về bán đó là tôi không đi câu nữa đó. Giới thiệu với mọi người, cách đây khoảng 1 giờ trước chị Hồng có một cái niềm vui, đó là có một cái ghe mới. Nhà chị thì cũng bị sập xệ rồi. Còn bây giờ thì em cũng chia sẻ với chị là em thấy ông bà lão này là cũng tội bà Đâm á. Thì em tính là mua cho bà Đâm một cái ghe nữa. Thì hai cô cháu ha. Đây là em dâu. Em dâu ha. Ồ. Chồng đó là em ruột của ổng, mất mấy tháng nay rồi. Vậy là bà Năm là đi hỏi là người ta nói là 17 triệu. Dạ. Thì nếu có dịp mình quay trở lại mình sẽ cho mọi người chứng kiến cái ghe mới luôn. Đi luôn. Bây giờ gửi luôn đi, chút nữa tranh thủ đi ha. Tại vì đi luôn mà cụ nói cụ đi mua luôn hết. Con gửi xong một xíu nữa cụ lai dắt về đây luôn hả? Dạ, nếu mà gửi thì tôi đi mua luôn chứ tôi không để ngày nào chứ. Không đi liền đi luôn đi. Dạ, có thời gian mà. Rồi ok, mình đi luôn đi ha. Dạ. Dạ. Lên ghe đi. Đi với ông Chính hay gì? Hay là đi vỏ riêng? Đi vỏ nào luôn? Đi có chị nè, có chị Hồng nè. Khỏi phiền ông Chính. Khỏi phiền ông Chính. Dạ. Rồi cảm ơn ông Chính đi. Đây là xuống rồi quay hoài. Dự tính thì mấy anh em sẽ đi đến cái chỗ ghe để lựa cái ghe mua cho ông bà Năm. Tuy nhiên thì chủ ghe hiện giờ họ đang đi làm. Trong chiều hôm nay thì ông bà Năm sẽ chủ động đi tìm ghe ha. Và hồi nãy thì ông bà Năm nói là cái ghe là khoảng 17 triệu. Thì con giờ chủ người ta nói 20. 20 cũng được. Thì con sẽ gửi cho 20 để ông bà lựa cái ghe nào tốt. Nếu mà ghe đó thì thấy chưa ưng quá thì trong cái khoản tiền nó đủ để mình mua những cái ghe mới hơn. Thì một tuần nữa, nếu mà hoặc là vài tuần nữa thì tụi con có thời gian á, thì quay trở lại để chứng kiến cái cuộc sống mới. Thì cho anh Hồ quay lại một lần nữa chiếc ghe của ông bà đi. Đó. Hiện tại thì nó cũng dập hết rồi. Và bây giờ thì con sẽ tiếp cái món quà này cho ông bà ha. Đây, con sẽ gửi cho gia đình mình là 20 triệu trong cái khoản tiền mà 48 triệu mà mình nói á. Ông Năm điếm giùm con với em Năm. 10 triệu và thêm 10 triệu nữa. Như thế này cô bác anh chị, 30 hộ ở đây thì nếu mà tụi mình cho thì mỗi hộ khoảng 2 triệu mấy. Mà mình nghĩ rằng là có những hộ trong thời gian qua thì cũng có đầy đủ về gạo, mắm muối. Bởi vì khi mà anh Hồ lên các clip thì rất là nhiều cô chú ở phương xa đến. Dạ, đủ 20 triệu ha. Và cho nên là mình nghĩ là cái khoản tiền lớn như thế này á, giúp đỡ cho những người gặp cái ngặt nó hay hơn. Cho nên là mình lựa chọn một hai hộ cực kỳ khó khăn để mình gửi quà. Thì ông vài năm là khi mà tuổi xế chiêu rồi, ước mơ một cái ghe nó ổn định hơn thì chắc lẽ mình sẽ tiếp hơn. Và còn khoản tiền nhỏ thì mình sẽ tiếp một vài hộ mà thực sự khó khăn ở trong cái xóm Việt Kiều ngay tại Long Xuyên này. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng là một phần để cho mọi người thấy rằng là khi mà bà con người Việt mình sống ở Campuchia hồi hương về thì sẽ được cộng đồng người Việt ở đây giang tay chờ đón rất là nhiều. Và cho nên là đừng có ngại cái việc mà hồi hương khi mà gặp rất là nhiều khó khăn ở đây. Con chúc ông bà ha. Tôi cũng ông cụ nói một lời nào với mình. Dạ được rồi. Dạ nói đi cụ. Dạ bây giờ cộng đồng đây cũng giúp đây, tôi cũng rất mong ơn. Thì tôi cũng khổ gấp gì tôi cũng mua đi mua ghe gì ở cho nó lành lặn nha. Thì cũng với cộng đồng cũng tôi cũng mong ước như vậy mà biết sao giờ nó cái hoàn cảnh nó gì. Tôi cũng mong ước lâu lắm rồi mà nhưng nó không có dám. Như thấy mấy chú đi xuống giúp đỡ cho người ta tôi cũng mừng mà nhưng tôi không dám thoát lời. Rồi còn bây giờ thì có số tiền lớn mua ghe rồi, bà Năm thấy sao? Rất mừng vui dữ lắm. Có một cái thiệt thà như thế này nè, anh Hồ đến tiếp trò chuyện với ông bà rồi nhiều lần đến nhưng mà chưa bao giờ ông bà mở lời. Chưa bao giờ mở lời nha. Mình nói thật sự thì khi mà mình đến thăm ai cũng vậy, mình rất là thích với những ai mà cái tính cách là tụi mình chủ động biết được cái câu chuyện của họ, còn hơn là cái việc mà họ mở lời để họ cảm giác họ cần cái gì đó. Thì như chị Hồng này cũng không mở lời, rồi ông bà cũng không mở lời, cho nên là tụi mình tiếp sức ngay tại chỗ. Rồi ha. Cảm ơn. Chứ sau nếu mà con đến thì hy vọng có niềm vui hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tôi cũng được số tiền mua được cái ghe ở cho ấm cúng, tôi cũng xin mang ơn là mấy cô, mấy cậu, mấy chú ở nước ngoài giúp đỡ cho tôi. Giờ tôi cũng xin cảm ơn, chân thành cảm ơn. Rồi tạm biệt mọi người rất là nhiều. Và đồng thời thăm lại cái hoàn cảnh của anh Nghé sau khi được cô Julie hỗ trợ nẹp những cái thùng phi để cho chiếc bè nó nổi hơn. Và cũng như là ở clip trước Bùi Hồ có chia sẻ là anh còn thiếu khoảng hơn 10 triệu nữa để sửa lại cái phần mái ở trên, cũng như nẹp thêm một vài phi nữa cho chiếc ghe nó nổi. Thì thôi bây giờ hai anh em sẽ bắt đầu đi từ cái chiếc ghe mới của em So nha Phong nha. Ở đây là được cô Julie hỗ trợ nè, qua bên đây luôn để thăm lại anh Nghé cũng như hỗ trợ thêm. Hôm nay thì biết hai mấy anh em xuống thì em So với lại chồng của mình không có đi làm, ở nhà đón. Hôm qua thì hai vợ chồng đi làm hồ mới về buổi tối. Ở đây chủ nhật không biết nào. Chủ nhật. Đây bé gái ha. Bây giờ trên đá đây xuống. Mấy anh ăn cơm chưa? Tiếp ăn cơm này. Dạ. Bữa cơm này. Dạ đang trên đá. Ngồi xuống đây ngồi luôn thôi. Đợi chút xíu dùm cho anh bữa cơm ăn. Thằng nhóc hôm qua đâu? Nhóc hôm qua đâu kìa. Kêu nó về đi, em gặp nó xuống. Rồi hai vợ chồng cái cuộc sống bây giờ sao, nói cho anh với lại Phong Bụi với lại cô bác Mạnh Thường Quân biết được cái trên ghe mới như thế nào. Thì nói người ta có bảo mình mừng gỡ gánh sao đó, nói người ta anh giàu đại diện nói đi. Thì có được cái ghe mừng quá ngủ không được luôn. Mơ gài ngủ đâu được đâu. Chia sẻ với mọi người, đây là bé So. Năm nay em 17 tuổi đúng không? 19 tuổi rồi. Và bé So là một trong những cái cô bé mà sinh ra và lớn lên ngay tại biển Hồ Campuchia. Và em mới về Việt Nam được khoảng thời gian ngắn. Và sau đó thì em lập gia đình. Đây là chồng của So. Và hai vợ chồng thì khi mà về thì không có một cái tài sản gì hết á. Ngày mà mình với anh Bùi Hồ gặp thì gần như là nuôi bé nhỏ, lại không có đủ sữa tã. Mình thấy là hồi đó là có phơi cái tã ở trên cái trên một cái ván đó. Sao hồi đó sao mình phơi vì ướt hả? Vì ướt. Tả là mình sử dụng chưa? Chưa mà ướt phơi lên. Thì lúc đó thì mấy anh em cũng mới biết thôi à. Và sau đó thì mới bỡ ngỡ ra là hai vợ chồng cũng rất là khó khăn. Cho nên là sau đó thì anh Hồ có chia sẻ câu chuyện và được cô chú anh chị tiếp cho một cái ghe mới. Và hôm nay thì ngồi ở một chiếc ghe khá là rộng. Ở phía sau lưng có cái khoang để có thể chứa được khoảng hơn 10 người luôn á. Và hai vợ chồng mới chia sẻ như thế này: đêm hôm qua giờ là ngủ không được vì về cái căn nhà mới. Bây giờ thì dự tính thì sáng nay thì hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường như những cái ngày bình thường, nhưng mà do mấy anh em đến thăm cho nên là tạm ngưng. Hồi xưa mà khi mà nghe tin anh Bùi Hồ tặng cho chiếc ghe á, thì cảm xúc của So như thế nào? Em mừng quá, em không nghĩ là ảnh cho em tới 20 mấy triệu mà mua cái ghe nữa. Tại vì không có ai cho em số tiền lớn gì hết á. Và có một cái tin như thế này nè, trước khi mà mua cái chiếc ghe đó là trước ngày hôm đó bị bão rồi, xong đó là năng lượng mặt trời nó không có hấp thụ được nên không có điện, là phải tắt nước nguyên đêm. Không tắt là chiếc ghe của anh Nghé, là cậu của em So, bị chìm luôn. Nó con già bà già nó chết rồi, nó mới lớn. Mồ côi cha mẹ mà cha mẹ mồ côi. Còn hai chị em đang nhỏ kia bên kia, nhỏ thứ hai. Vậy là hồi mà lúc em bằng con em á, dạ, là ba mẹ mất. Dạ. Bị quan chảnh bắn chết. Em có thể kể lại cho mấy cô chú được rõ. Em cũng không biết rành nữa, có ba mẹ em biết. Đây là tại vì em nuôi từ nhỏ tới lớn. Đây là ba mẹ nuôi. Dạ. Mời mẹ nuôi lên. Cô ruột. Cô ruột hả? Mời cô ruột lên đi. Đây, lên trò chuyện xíu. Kể chuyện xưa, ôn lại kỷ niệm cũ. Cũng có cãi qua với anh. Hồi đó sao hoàn cảnh của bé So như nào? Đó, nó cũng lớn nè, rồi nó đi với cha mẹ đi với lứ, rồi nó cũng đi theo luôn, bắt theo luôn, ở nhà không ai coi. Rồi cái ba má nó bị bắn chết. Nên thì nó cũng ngồi trong cái xuồng đó đó, rồi người ta vô người ta bồng nó ra. Cũng bé lớn nè, em nuôi bé lớn từ nhỏ tới lớn. Hai chị em mà nhỏ chị nó cũng được 3 tuổi rồi. Bây giờ nó bên kia, thì còn mình nó bên đây à. Hiện giờ thì ghe mới cũng đầy đủ rồi. Anh Hồ thấy bây giờ còn thiếu thốn gì nữa không? Chỉ là đâu có thiếu gì, thiếu năng lượng với bình thôi. Dạ, với cái này sắp sửa mấy ngày đầu nạc nó cơm nước thì nó. Với lại em thấy rồi, nó cũng hơi dột mà em cũng không biết làm sao cho nó hết dột. Cô bác quý anh chị á, thì hôm qua là hai vợ chồng đi làm đến chập tối luôn à. Có nghĩa là hai vợ chồng siêng lắm. Không có, em So thì không có biết đường để mà bán vé số. Rồi không có giấy tờ để mà làm công ty. Chưa có lãnh lương. Chưa lãnh lương. Nhưng mà mỗi một... mới cho lãnh lặng cái em. Rồi còn có 2 bịch sữa, không có tiền một sữa gì nữa. Làm được có mấy ngày quạt mưa hoài luôn. Rồi nó bệnh đó, nó bệnh ở nhà hoài, nhỏ này nó bệnh nè, rồi đâu có đi làm được 200 tiếp tục đâu. Mỗi ngày sổ mũi bệnh. Mỗi ngày sổ mũi bệnh. Bây giờ như thế này, anh Hồ thì tặng cho cái ghe, em thì em tặng cho mấy cái đồ trong gia đình đi ha. Bình ắc quy, năng lượng mặt trời, rồi gì nữa? Anh Hồ nghĩ còn thiếu gì nữa? Anh nghĩ còn cái số tiền quỹ còn lại á, thì đây là cô với cậu của em So. Thì trước đây cô Julie cũng có hỗ trợ để mà thêm những cái thùng phi ở dưới này cho chiếc ghe này nó nổi nè, tại nó chìm hết rồi. Rồi cái cho nổi đó anh, thiếu khúc lái. Anh qua đây đi, anh qua đây. Thiếu khúc lái đó. Đây cậu nhóc có cái giọng đọc mà mình nghe xong rồi mình. Anh đưa đi ha, bữa hồi nãy qua đó, nó nhào cái bi thôi nó chìm luôn rồi, nó nước lên, nó nhào cái bi nó nổi lên, thôi nó lấp à. Đây. Bây giờ là hiện nay là anh đã vào cái chiếc ghe của mình được 8 phi rồi đúng không? 10 cái luôn rồi. Anh tính tiền mua 10 cái luôn. 10 cái. Hiện nay thì nó độ ổn định của chiếc ghe nó có chưa? Đậu nổi gì nó có rồi. Còn cái khúc trên thì nó còn nó quá trời dột đi, nát đi. Nhưng mà đổ nổi ở dưới là đủ nổi đây, không còn chìm nữa nữa không? Ở trước đó thì 10 cái phi thì em vào trước rồi, tạm được rồi mà cũng đỡ rồi mà. Thì em có hỗ trợ thì em mua đồ dàn trên. Bây giờ như thế này nè, em Phong á thì cũng có đến đây để mà hỗ trợ đó. Thì em với em Phong có trao đổi thì thôi hỗ trợ cho chiếc ghe này cho nó lành lặn luôn. Thì bây giờ 10 cái phi ở phần trước rồi, thì đây anh với chị đó dồn ngoài sau thêm là khoảng 4 cái nữa hoặc là 6 cái nữa. Rồi sau đó anh chị sẽ lợp lại cái phần máy ở trên. Thì hôm trước là anh có tính là nó khoảng 10 triệu á Phong? Khoảng 10 triệu đúng không anh Nghe? Dạ. Cây mình cũng ảnh ông tính dùm đó, ông nói là không hạn chừng 10 triệu, mười mấy triệu đó. Quỹ đó thì còn 17 hả? 17 triệu thì em sẽ gửi cho anh Nghe 10 triệu để anh sửa, đợt sau mình thăm. Còn mấy triệu còn lại thì em sẽ giao cho em So khoảng 5 triệu gì đó, anh mua mới. Ngày hôm qua mình đến đây, mình nhất quyết phải tìm gặp cái bạn nhỏ này. bé này nè, mình xem ở trên kênh trên mạng á, mình thấy một cái đoạn clip. Lúc đó là gia đình của bé mắc kẹt ở ngay tại cửa khẩu Vĩnh Xương. Và lúc đó thì chiếc ghe của gia đình bị chìm, đúng không con? Dạ. Và em có quay một đoạn clip đó là chết đi, la làng dữ lắm. Mà nghe, nếu như ai nghe được những cái giọng nói đó và những cái thước phim đó thì chắc chắn ai cũng rất là xúc động trước một cái cảnh mưa gió bão bùng, ghe chìm và lo lắng cho sinh mạng của mỗi người. Thì hôm nay trở lại, một mặt thì mình gặp lại gia đình của em So, em Nghé, và gặp lại gia đình của bé. Thì trên tay mình vẫn còn 17 triệu đồng. Trong đó thì sáng giờ thì mình cho mua ghe cho bà lão, rồi cho một số trường hợp nữa. Trong tổng 48 triệu đồng, 2.000 đô từ một cô ở bên Mỹ và 2 triệu đồng từ một chị Trang. Thì bây giờ thì còn 17 triệu thì chắc lẽ mình xin phép gửi hết luôn cho hai gia đình. Bên này thì mình gửi cho 7 triệu đồng để cho gia đình mua những cái vật phẩm như là năng lượng mặt trời, rồi điện đốm đó luôn, bếp ga luôn. Còn 10 triệu thì cho gia đình của bé để sửa lại cái phao nổi để tránh tình trạng bị chìm ha. Vì nhờ con mà có 10 triệu á. Đếm giùm em lại tổng 17 triệu. Lấy em 7 triệu ra giùm em ạ. Chị nói là đại diện để mà cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Dạ, em xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đang hỗ trợ gia đình em có mấy cái phi dồn vô với sữa nhà, đừng cho nó dột với nổi lên. Bây giờ là mưa, mình có còn sợ bị chìm nữa không chị? Dạ, không sợ chìm nữa, tại vì anh hỗ trợ em đợt trước đó em dồn phi vô mớ rồi. Chứ không thôi là bữa đó nó chìm luôn, nó vô nước qua nhà cái phi nó nổi lên, nó chìm. Dạ, xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Con trai, con đếm đi, đếm đi. Bùi Hồ với em Phong Bụi cũng đã đi rất là nhiều ở xóm Việt Kiều Campuchia. Sợ nhất là buổi tối mà mưa. Dạ. Buổi tối mưa là chìm một cái là không biết đường, thậm chí là không chìm hoài cũng ám ảnh hoài. Ngồi canh hoài vậy đó. Như ở trên bờ thì đóng cửa là cái gầm này người ta ngủ. Đếm sao thiếu kìa. 10 triệu. Chín rưỡi rồi. Đúng rồi. 9 rưỡi hả? À, 10 triệu. Rồi, mấy chú gửi cho gia đình con 10 triệu nha. Rồi, gửi lại cho mẹ được rồi. Con có ý gì không? Hôm đó là con la làng, con nói là nhà con chìm này nọ. Hôm nay con nói gì? Con cảm ơn mấy chú, mấy cô đã hỗ trợ con. Rồi, còn bên gia đình của bé thì 7 triệu. Nhớ mua sữa cho cháu nữa nha. Cảm ơn cô chú hỗ trợ cho gia đình. Em cảm ơn cô chú, các anh chị đã hỗ trợ cho em số tiền để em mua đồ trang trí trong nhà để nên đỡ giàu chút xíu. Mới có 19 tuổi cả con rồi, thấy không? Thật ra là mình rất là quý vợ chồng của em So, tại vì luôn đi làm bận rộn mà từ sáng đến chiều bé thì phải gửi ngày chăm sóc cũng mấy chục ngàn đó. Dạ, ngày mấy chục ngàn đó. Đi gửi con buổi rồi em đi về em coi nó. Gửi cho bà đó. Hôm nay đi đi làm chứ khổ rồi biết sao giờ, gắng kiếm tiền đi rồi nó bú sữa cũng nhiều nữa, rồi tả nữa. Đó. Rồi cái nào mướn người ta thì trả tiền riêng nữa. Đó. Em về em coi đừng buổi. Trả về em cũng đi bán nữa. Tụi em với lại Phong Bụi với là Mạnh Thường Quân chỉ có một cái mong ước duy nhất là sau này cái cuộc sống của mình nó sẽ khá hơn. Và thời gian tới thì tụi em sẽ quay trở lại cuộc sống của gia đình của mình. Mong sẽ có sự thay đổi trong cuộc sống ha. Hôm nay thì gửi cho gia đình các món quà. Hy vọng rằng đây là cái món quà giúp cho cái ngặt thôi nha. Không phải là lúc nào tụi em cũng tới cũng cho hết á. Trường hợp không khó, gặp cái khó thì tụi em gửi tặng. Thì đây là một cái động lực để tiếp sức cho gia đình mình tiếp tục vươn lên nha. Sáng nay em cũng xin cảm ơn mấy anh đã hỗ trợ gia đình em. Rồi chắc